tiếp ra sao, tình trạng tiếp ra sao đấy, một từ bỏ nhá. Bên này không phải gì nhá. Đấy, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn này sửa cái bên này, đọc lời bên này, mời quý vị các bạn theo dõi nhá. Thì riêng các bạn thì đầu tiên các bạn phải khóa cái bình ga lại nhá. Rồi, rồi qua khóa xong thì mình hướng dẫn các bạn là tháo cái này ra đây để thấp sửa nhá. Nhấc hết những cái đồ ra nhá. Bên này rất bẩn nhá, các bạn sẽ thấy rất bẩn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái họng ra. Đây như bạn thấy này, đây, đây có cái hai cái gờ này, đây cái gờ chỗ này này, như bên này, đây, đây, bạn tháo như là vặn hai cái này cho nó thẳng, thì tháo nhấc cái hẳn cái này ra, nhanh. Bây giờ mình sẽ lấy cái kìm, đây, cái kìm nhọn như này, đây. Để mình vặn cái này. Để nó hàn quan ra mà. Để hàn quan ra mà ấy. Các bạn cứ đây, cái này là các bạn cứ bẻ thẳng ra này thì là nhất luôn. Đèn cho các bạn thấy. Sau khi tháo được cái họng ra đây, đây tháo ra đây, thì hai đầu như này này, đấy như này, thì mình tiến hành thông, đấy. Cái này nha, cái này mình để các bạn phải vệ sinh sạch sẽ nhá, vệ sinh lại sạch sẽ, lắp vào hồi nó cái cặn này nó cháy nó cũng sẽ bị ấy, thì đen, đấy, rồi mình sẽ đặt ngược cái bếp lên. Đấy, đây, cái họng nó đây, đây, mình sẽ lấy cái, đây, cái cáp, đấy, cái cáp như này này, này, cái cáp bé như này, đấy, cái bé bé như này này, đấy, thì vì là cái họng nó rất bé nên là phải dùng cái cáp bé như này, đấy, đấy, đây, đây. Đây, cái bé như này thì mới chọc được, cũng thông được. Đây các bạn, chọc vào cái này này, đấy, đấy, các bạn cứ thông đi cái đường lỗ này, đấy các bạn chọc vào đây, đấy, máy. Đấy các bạn, cái thông này vậy, cái thông này. Sau khi đã thông xong cái đấy thôi
thì bạn tiến hành lắp cái này vào. Đấy, thử xem bếp nó chạy nào nhé. Tôi sẽ hành lắp. Đấy, sau khi lắp xong được như này, lắp xong rồi, chúng ta sẽ hành thử bếp. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình đã xanh chưa? Xanh gì nhá? Đấy, hơi vướng. Cái này không có gì. Đấy, đấy. Đấy, vừa hướng dẫn các bạn sửa thông cái đầu ống nghe để cho lửa không bị đỏ hoa nữa. Đấy, các bạn thấy cách sửa sữa rất đơn giản. Mong video này sẽ với các bạn trong việc sửa bếp ga tại nhà, những cái nhậu đơn giản thì các bạn sửa bếp ga tại nhà không cần gọi điện thoại. Cảm ơn video và mong các bạn đã ấn lại video xong hay like và đăng ký để dõi những video tiếp theo của mình, hướng dẫn sửa các bếp ga khác. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.